Hey hey hey, chào mừng các quý ông và quý bà. Hôm nay chúng tôi tổ chức một giải đấu võ thuật siêu cấp xuyên đại dương với sự góp mặt của những đấu thủ cực kỳ sừng sỏ và tiếng tăm. Ủa mang khứa đó là ai? Ủa gì má, ai biết đâu, tôi tưởng tụi nó nổi tiếng lắm chứ. Ủa gì bà, ai biết, con khứa đó là ai? Tôi xin trân trọng giới thiệu đấu thủ số 1, Duma. Tên gì nghe hãm vậy bà? Tao báo công an. Biến hình cái đi cho tụi nó hết hồn. Ok. Hay quá anh ơi, hay quá anh, có người yêu chưa, làm người yêu em đi. Vậy ca trưởng, gõ gàn đó là khỉ được. Má không lẽ, trời đau đít. Đấu thủ số 2. Ôi, cuối cùng cũng tới mình rồi. Ủa mà mày tên gì vậy? Ủa nãy anh ghi tên em luôn anh trai, tại mày nhân vật phụ nên tao đâu có nhớ đâu. Hả? Đâu gì đâu, đây rồi. Đấu thủ số 2. Con chó, cha nội ơi, con chó, em tên con chó anh ơi. Và tiếp theo đây là đấu thủ số 3. Ủa, rồi cái tên em sao, ủa? Ê, cái gì vậy thằng khứa cameraman, tao là khán giả mà mày quay tao làm chi vậy? Ủa gì, đại hội có hàng đấu sĩ hả? Tính ra nãy ông ghi danh sách luôn á. Thì... Để đảm bảo chất lượng của trận đấu thật tốt nhất, chúng tôi chỉ tuyển hai đấu thủ có khả năng mạnh mẽ nhất thôi hả? Còn bây giờ đã đến lúc chính thức bước vào giải đấu rồi. Trước khi bắt đầu thì hãy like video và đăng ký kênh nhiều á. Và đây là trận đấu chung kết của giải đấu võ thuật siêu cấp xuyên đại dương hôm nay. Nguyên giải có một trận một luôn á. Kệ tao mày. Ủa mà em đấu với nó thiệt hả anh trai? Chứ mày nghĩ ở đây ngoài mày với nó còn ai nữa không? À, để tao nói cho mày nghe cái này nè. Khó, chết mẹ mày rồi con. Thằng khứa MC mất dạy. Và bây giờ trận đấu xin chính thức bắt đầu. Chết rồi, đối thủ mạnh quá. Mình đánh sau lại đi. Kèo này chết chắc. Hay là mình rút lui đi. Ừ, quyết định vậy đi. Anh ơi, tự thông báo đối thủ nào mà muốn rút lui sẽ để lại cánh tay nha. Rồi, kiếp này coi như bỏ. Giờ mình phải làm sao đây? Mình không thể nào thắng được. Với sức mạnh này của mình thì... Cô nản rồi à chàng trai. Cái gì vậy? Là tiếng của ông MC. Là tôi đang dùng khả năng nói chuyện bằng suy nghĩ để nói riêng với cậu đấy. Thật ra, bên trong cậu, tôi cảm nhận được một sức mạnh rất là to lớn. Chỉ là cậu. Giờ cậu đã hiểu chưa? Hãy bắt đầu đi. Tự tin vào, chắc chắn cậu sẽ thắng. Mình hiểu rồi, mình chắc chắn sẽ có thể làm được. Hôm nay ta sẽ là người mạnh nhất.